sáng tạo vô ích và tư duy ạ. Sáng tạo tại vì đây là một khóa học có thể giúp em sáng tạo những thứ em thích trên một website mới. Bổ ích là tại vì nó giúp cho em tiếp thu được nhiều những kiến thức mới để em có thể áp dụng vào đời sống của chính mình. Tư duy là tại vì nó giúp cho em phải tư duy rất là nhiều để có thể hoàn thành những dự án của em. Em cảm thấy chương trình này là một chương trình có thể cho em mở ra một thế giới mới. Sau khi học DigiConnect thì em cảm thấy thích công nghệ hơn và em muốn định hướng cho tương lai của mình để hoạt động trong ngành công nghệ đó.